Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Bản tin văn hóa sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với những thông tin sau. Tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng chống bạo lực gia đình và giáo dục đời sống gia đình. Huyện Ân Thi có nhiều bể bơi và tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí. Phụ nữ tổ dân phố Tháp, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào tích cực tuyên truyền giảm tải sử dụng túi ni lông. Nhích nhác cảnh quan những tuyến phố văn minh ở thành phố Hưng Yên. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự, thiếu sân chơi cho trẻ là con em công nhân tại các khu công nghiệp. Gia tăng tình trạng sử dụng ma túy tại các quán karaoke, cần sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng. Cuối chương trình trong một tinh hoa phố Hiến là phóng sự dài về danh tướng Phạm Ngũ Lão và di tích Đền Ủng. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng chống bạo lực gia đình và giáo dục đời sống gia đình năm 2019. Tham gia hội nghị tập huấn có gần 400 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ ban vì sự tiến bộ phụ nữ, gia đình và trẻ em, cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh, ban chấp hành hội phụ nữ, đoàn thanh niên các cấp, cán bộ làm công tác gia đình thuộc ngành văn hóa thể thao và du lịch từ tỉnh đến cơ sở, chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình của các huyện, thị, thành phố. Tại hội nghị tập huấn, đại biểu đã được nghe nội dung các chuyên đề phổ biến các văn bản mới của Trung ương, địa phương liên quan đến công tác gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, hướng dẫn triển khai, truyền thông, vận động nhân dân thực hiện công tác gia đình, xây dựng đạo đức, lối sống gia đình ở nước ta hiện nay, văn hóa ứng xử trong giáo dục gia đình và phòng chống bạo lực gia đình tại cơ sở, mối quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và con cái trong giáo dục gia đình, văn hóa gia đình với việc hình thành nhân cách trẻ em, vai trò của gia đình trong việc giáo dục thanh thiếu niên, cách nhận diện các vụ bạo lực gia đình, xử lý các vụ bạo lực gia đình tại cơ sở. Những năm gần đây, bên cạnh những lớp năng khiếu, lớp kỹ năng sống hay các lớp học kỳ quân đội, thì những khóa tu mùa hè cũng là một trong những lựa chọn được nhiều phụ huynh muốn con em mình tham gia. Phần lớn các ngôi chùa đều tổ chức các khóa tu mùa hè. Mỗi khóa tu thu hút từ 100 đến 300 học viên tham gia, thời gian kéo dài từ 3 đến 7 ngày. Khi tham gia khóa tu mùa hè, các bạn thanh thiếu niên sẽ có một thời khóa biểu khoa học và hợp lý cả về thời gian học tập và vui chơi. Ngoài các bài học đạo đức, lời dạy của Đức Phật, các em còn được đọc sách, hòa mình trong các trò chơi dân gian, vui nhộn. Các chùa còn kết hợp với các ban ngành, các cấp huyện, tỉnh tổ chức những buổi ngoại khóa nhằm trang bị cho các em những hiểu biết, kỹ năng về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, làm cho chương trình khóa tu thêm phong phú, đa dạng. Dịp hè năm nay, huyện Ân Thi có 6 bể bơi mở cửa đón khách do cá nhân đầu tư ở các địa phương, thị trấn Ân Thi, Bãi Sậy, Hồng Quang, Hồ Tùng Mậu, Quang Vinh. Các bể bơi đều đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và an toàn, giá cả hợp lý nên thu hút đông thiếu nhi, thiếu niên đến tập bơi và vui chơi. Tại các bể bơi này, huyện đoàn Ân Thi phối hợp với ban quản lý bể bơi đang tổ chức 5 lớp dạy bơi miễn phí cho hơn 100 em đến từ các xã, thị trấn trong huyện. Phấn đấu sau 12 buổi học, tất cả các học viên sẽ biết bơi. Trước thực tế diện tích nhà chật hẹp, không có chỗ để bác dạp đám cưới, nhiều gia đình ở thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã lựa chọn nhà văn hóa thôn để tổ chức đám cưới. Nhà văn hóa xây dựng từ năm 2008, đến nay đã có 12 gia đình trong thôn Lương Hội tổ chức đám cưới tại đây. Với diện tích khuôn viên 1.000 m2, nhà văn hóa thôn Lương Hội đáp ứng được điều kiện tổ chức lễ cưới và nơi hậu cần. Thôn chỉ thu mỗi đám cưới 300.000 đồng tiền điện nước, chứ không thu bất kỳ một khoản phí nào khác. Tổ chức đám cưới ở nhà văn hóa thôn không những tiết kiệm văn minh, mà còn hạn chế tình trạng dạp cưới lấn đường gây mất an toàn giao thông. Được thành lập từ năm 2009, câu lạc bộ phụ nữ nói không với túi ni lông của tổ dân phố Tháp, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào đã tích cực góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức hạn chế sử dụng túi ni lông của chị em phụ nữ tại địa phương. Câu lạc bộ có 30 hội viên, đều là những người nội trợ chính trong gia đình. Để chị em hạn chế sử dụng túi ni lông, câu lạc bộ đã thường xuyên họp, tuyên truyền vận động chị em tích cực dùng làn đi chợ. Qua đó, chị em tiếp tục tuyên truyền đến người thân trong gia đình và những người xung quanh về tác hại khi sử dụng túi ni lông. Câu lạc bộ cũng thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại và xử lý rác thải cho chị em. Đặc biệt, để tăng hiệu quả hoạt động, câu lạc bộ còn đưa nội dung không sử dụng túi ni lông vào tiêu chí bình bầu gia đình văn hóa cuối năm tại khu phố.
Được biết, đây là mô hình câu lạc bộ tiêu biểu mà Hội Phụ Nữ Phường Dị Sử chọn để tiếp tục nhân rộng ra 8 khu phố còn lại. Hiện nay, thành phố Hưng Yên có 60 tuyến phố văn minh, chiếm 43% tổng số các tuyến phố chính trên địa bàn. Mặc dù đã nhiều lần phản ánh, thế nhưng nhiều tuyến phố văn minh vẫn trong tình trạng nhếch nhác, vỉa hè, hành lang giao thông bị lấn chiếm. Tại các tuyến phố chính như Điện Biên, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Trãi, vỉa hè bị lấn chiếm làm nơi để xe, buôn bán, lấn chiếm hết phần đường của người đi bộ. Tại khu vực đường Bạch Đằng, Phạm Ngũ Lão, cứ chiều về là bị các hộ dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm nơi buôn bán gây mất cảnh quan và an toàn giao thông. Về đêm, nhiều hàng quán tự phát chiếm vỉa hè khu phố Lê Lai và Tuệ Tĩnh, ăn uống ồn ào gây mất an ninh trật tự. Mong rằng cơ quan chức năng sớm có giải pháp để giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, làm mất đi cảnh quan, sự văn minh của chính những tuyến phố văn minh. Trái ngược với niềm vui của con trẻ khi được nghỉ hè, những bậc phụ huynh là công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn thường trực nỗi lo lắng về việc gửi con, trông con mỗi dịp hè về. Bởi trẻ em tại các khu công nghiệp không có chỗ chơi cũng như là thiếu người chăm sóc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại huyện Văn Lâm. Nằm trong phòng chơi điện tử xem phim, đến bữa tự nấu, tự ăn. Đó là cuộc sống trong kỳ nghỉ hè của những đứa trẻ tại một xóm trọ ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Cha mẹ của những đứa trẻ này đều là công nhân. Vì mưu sinh nên họ phải đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về và để các con ở nhà một mình. Mẹ bảo là ở nhà để trông nhà, tối bố mẹ về. Bố thì về lúc 5 giờ, mẹ thì về lúc 8 giờ. Gia đình nào có điều kiện hơn thì bố mẹ thay nhau người làm ca sáng, người làm ca tối để ở nhà trông con. Cũng có gia đình phải nhờ ông bà ở quê xuống để trông cháu. Ở nhà thì công việc rất nhiều đấy, thì không có ai làm, bắt buộc phải xuống trông cho con. Thì thuê người cũng phải mất tiền, nhà nghèo còn thuê người thì không được. Những câu chuyện trên đã không còn xa lạ gì với hơn 30.000 công nhân trên địa bàn huyện Văn Lâm. Nghỉ hè, các con không có người trông, bố mẹ đi làm cũng không thể yên tâm. Muốn các con có những kỳ nghỉ hè bổ ích thì không có chỗ chơi, hoặc có thì chi phí quá cao so với thu nhập của họ. Muốn cho các cháu đi chơi nhưng mà cũng không có tiền, mà là không có cái nhiều điểm cho các cháu đi chơi. Nên cho các cháu lanh quanh ở trong phòng trọ. Với sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp, thu hút một lực lượng lao động lớn như hiện nay thì vấn đề thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sân chơi cho trẻ là con em công nhân tại các khu công nghiệp sẽ còn tiếp diễn, không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Và vẫn sẽ còn rất nhiều trẻ em phải bơ vơ trong chính kỳ nghỉ hè của mình. Vì vậy, việc xây dựng thêm các khu vui chơi giải trí hay không gian an toàn cho trẻ là con em công nhân trong các khu công nghiệp là nhu cầu bức thiết, cần sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành để người công nhân yên tâm lao động sản xuất. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng loạt các vụ việc liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke, làm dấy lên nỗi lo và gây bức xúc trong xã hội. Để ngăn chặn tình trạng đang có chiều hướng gia tăng này, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng trong công tác quản lý kiểm tra các quán karaoke. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố, thị xã đã triệt phá 11 vụ tàng trữ sử dụng ma túy trong quán karaoke, bắt giữ hơn 200 đối tượng. Điển hình như ngày 7 tháng 4, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện tại quán karaoke X-Men thuộc xã Đông Kết, huyện Khói Châu có nhiều người sử dụng ma túy, bắt giữ 69 đối tượng. Qua lấy mẫu test nhanh, đã có 45 đối tượng dương tính với chất ma túy. Vào đêm ngày 16 tháng 6 vừa qua, Công an thành phố Hưng Yên đột kích bắt giữ 26 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Bạch Dương thuộc phường An Tảo. Hai ngày sau, vào rạng sáng ngày 18 tháng 6, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp với Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Phantom tại xã Liêu Xá, phát hiện 7 trên 8 phòng hát với tổng số 90 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bằng hình thức bay lắc. Qua kiểm tra, có 73 trên 90 đối tượng dương tính với ma túy. Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng gồm 2 quản lý quán và 6 khách về tội tổ chức tàng trữ trái phép chất ma túy. Có thiếu hiểu biết
nên là mới sử dụng ma túy tổng hợp dạng kẹo và ke. Một lần ở dưới Hải Dương đi do sinh nhật với bạn, còn lại một lần ở Phan Tôn, còn một lần nữa là bị công an khách yêu cầu xuống quầy, yêu cầu là quản lý là mang những dụng cụ đĩa thẻ để chơi ma túy. Điểm chung của các vụ việc trên đó là các đối tượng sử dụng ma túy có tuổi đời rất trẻ, từ 16 đến 30 tuổi. Cả nam và nữ, cả khách và nhân viên của quán đều sử dụng ma túy tổng hợp rồi cùng nhau bay lắc trong phòng hát. Nguyên nhân tình trạng sử dụng ma túy trong các quán karaoke có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây là do một bộ phận giới trẻ có lối sống buông thả, lệch lạc, trong khi nhiều chủ quán karaoke lại làm ngơ, tạo điều kiện cho khách sử dụng ma túy, thậm chí là tàng trữ, cung cấp ma túy cho người đến hát. Chúng tôi đang tập trung đấu tranh, làm rõ các hành vi liên quan đến việc chứa chấp, tổ chức, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Chúng tôi đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng là người trực tiếp quản lý quán karaoke Phantom liên quan đến hành vi tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện tại thì cơ quan điều tra tiếp tục đang đấu tranh mở rộng cái vai trò của chủ quán cũng như quản lý quán karaoke Bạch Dương trong cái việc này để xử lý theo quy định của pháp luật. Trên địa bàn tỉnh hiện có 382 quán karaoke được cấp phép. Bên cạnh hoạt động văn hóa lành mạnh thì đây là địa điểm nhiều đối tượng lợi dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gây bức xúc trong xã hội, để lại nhiều hệ lụy xấu trong giới trẻ. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp siết chặt việc cấp phép, quản lý, kiểm tra hoạt động của các quán karaoke, đặc biệt là tuyên truyền nhắc nhở cho các chủ quán không cung cấp tiếp tay cho các đối tượng sử dụng chất ma túy. Vương triều Trần, một vương triều với nhiều võ công hiển hách, có những đóng góp quan trọng về văn hiến trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Một trong những nét đặc sắc của triều Trần là việc xuất hiện những vị tướng văn võ song toàn ở mọi tầng lớp, mà người tiêu biểu nhất là Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão, một danh tướng xuất thân từ tầng lớp nông dân. Phạm Ngũ Lão sinh năm Ất Mão 1255 tại làng Phô Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, đúng vào lúc Vương triều Trần đang động viên sức dân cả nước chuẩn bị cho cuộc chiến đấu chống giặc Nguyên Mông lần thứ hai. Ông cùng tuổi với Thượng tướng quân Trần Nhật Duật, hoàng tử thứ 6 của vua Trần Thái Tông, là một danh tướng quân kiệt xuất của Vương triều Trần. Về việc xuất thân của ông đã trở thành huyền thoại dân gian, chàng trai làng Phù Ủng lúc sinh thời đã có chí khí khác thường, tính tình khẳng khái. Cũng thời gian ấy, Hưng Đạo Vương có việc quân qua vùng đất Phù Ủng, Ngũ Lão đang ngồi đan sọt ngoài đường, mải nghĩ không biết quan quân đi đến. Một người lính dẹp đường, quát mãi anh thanh niên vẫn cứ trầm tư, bèn dùng giáo xuyên vào đùi kẻ cản đường, máu chảy đầm đìa. Người lính không rút được giáo ra, đang dùng rằng thì Hưng Đạo Vương lấy làm lạ, hỏi đầu đuôi sự việc. Qua đối đáp trôi chảy của chàng trai nông dân, Hưng Đạo Vương đã phát hiện đây sẽ là một vị lương tướng của triều đình, và sau này đúng là như vậy. Có thể hiểu sự xuất thân của Phạm Ngũ Lão không qua khoa cử mà đi bằng con đường đặc biệt là lọt vào mắt xanh của vị thánh tướng triều Trần đã cho thấy sự phong phú trong chế độ tuyển mộ người tài của vương triều lúc ấy là phát huy sức mạnh của toàn dân. Với tài năng bẩm sinh chứ hướng đúng đắn của mình lại được đích thân Trần Quốc Tuấn rèn cặp, Phạm Ngũ Lão đã mau chóng trở thành một trong những vị tướng xuất sắc nhất trong hai lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông. Sau này, trong thời gian phò tá ba đời vua nhà Trần, Phạm Ngũ Lão đã lập công nhiều lần đánh dẹp quân Ai Lao, quân Chiêm Thành cũng như là các tù trưởng phản loạn nơi biên giới. Sau này, Phạm Ngũ Lão được Hưng Đạo Đại Vương gả con gái cho. Điều này rất hiếm xảy ra trong vương triều Trần. Để làm được điều đó một cách thuận tình đạt lý, Trần Quốc Tuấn đã phải giáng con gái anh Nguyên xuống làm con nuôi. Chỉ riêng điều đó đã thấy sự nhìn xa trông rộng, phát hiện và trọng dụng hiền tài của Hưng Đạo Vương. Điều đó cũng khẳng định sự tiến bộ vượt bậc trong thuật dùng người hiền xuất thân từ tầng lớp bình dân để phát huy sĩ khí cả nước trong trị quốc và đánh giặc. Phạm Ngũ Lão là
đặc biệt nổi lên từ cái sau khoảng thời đại của Trần Anh Tông. Tức là khoảng từ năm 1290 trở về sau, ông có tham gia rất nhiều chiến trận, chủ yếu là Bình Định Ai Lao, cái vùng Điện Biên, vùng Sơn La, tức là phía Tây của đất nước. Là thường khi đấy, mặc dù chiến tranh với Trung Quốc đã chấm dứt, nhưng mà cái nổi loạn ở trong nội bộ đất nước cũng như là ở phía Tây ấy, cũng như ở phía Nam ấy, là cũng đang còn diễn ra tương đối phổ biến. Và sử sách đã ghi chép lại rất nhiều những cái trận đánh mà Phạm Ngũ Lão từng là chỉ huy, và ông được phong lên cái chức là Điện Soái. Về các chiến công của ông, theo sử chép lại thì chủ yếu là trong các lần đánh dẹp Ai Lao và Chiêm Thành. Nhưng thực ra, tài năng quân sự của ông đã được thể hiện và khẳng định nổi trội ngay từ khi tham gia cuộc trường chinh đánh quân Nguyên Mông lần thứ hai. Khi ấy, danh tiếng tướng quân Phạm Ngũ Lão khiến giặc luôn khiếp sợ. Uy danh của ông đã vang xa sang cả phía địch quân. Trong những tháng ngày tác chiến gian khổ với đại quân Toa Đô, kinh nghiệm chiến trường cùng với sự dày dạn chiến đấu của binh sĩ đã cho Phạm Ngũ Lão một niềm tin tất thắng. Bàn về ông, Lê Quý Đôn từng nói, Phạm Ngũ Lão là người trong trẻo, cứng rắn, thanh liêm, cao thượng, có phong độ như kẻ sĩ quân tử đời Tây Hán. Bởi vì nhà Trần có chế độ đãi ngộ sĩ phu, rộng rãi mà không bó buộc, hoa nhã mà có lễ độ, cho nên nhân vật trong một thời có khí tự lập, hào hiệp, cao siêu, vững vàng vượt ra ngoài thói thường, làm rạng danh sử sách, trên không hổ với trời, dưới không thẹn với đất. Tài năng, đức độ, công lao và uy tín của Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão đã đi vào lịch sử và được nhân dân các thế hệ, nhất là quê hương ông, tôn thờ, mà đỉnh cao là lễ hội đền Phù Ủng hàng năm tưởng nhớ công đức của ông. Cũng nhiều nơi có thờ ông, đặc biệt trong các đền thờ Hưng Đạo Đại Vương thường có cả tượng thờ ông, một danh tướng xuất sắc được Đức Thánh Trần phát hiện và rèn cặp. Ngày nay có hai nơi chính thờ Phạm Ngũ Lão tại quê hương Phù Ủng. Đền được xây dựng trên nền nhà cũ của ông và trên phố Lý Quốc Sư ở Hà Nội, là trại cao nơi phủ được cấp của ông ở Kinh Thành. Là danh tướng lập võ công hiển hách, nhưng Phạm Ngũ Lão còn để đời những bài thơ bất hủ, trong đó nổi bật là bài thơ Thuật Hoài được dịch nghĩa như sau. Múa giáo non sông trải mấy thu, ba quân thế mạnh át ngưu đầu, công danh nam tử còn vương nợ, luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu. Đền thờ Phạm Ngũ Lão tại thôn Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi trước đây được bố cục theo kiểu chữ nhất, gồm 7 gian, nhưng trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã bị phá. Từ năm 1986 đến năm 1989, bằng nguồn kinh phí của nhà nước và nhân dân đã đóng góp phục dựng lại ngôi đền. Công trình được bê tông hóa theo kiến trúc cổ, gồm 5 gian tiền tế và tòa hậu cung, kiến trúc kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái. Bước vào đền thờ gây ấn tượng mạnh là pho tượng Đức Thánh Phạm Ngũ Lão bằng đồng nặng trên 300 kg, trong tư thế ngồi trên ngai, mặc áo cẩm bào. Phía bên phải của đền Ủng là đền mẫu thờ mẹ ngài. Ngôi đền được xây dựng theo kiểu kiến trúc thời Nguyễn. Trong đền có tượng thờ mẹ của tướng quân Phạm Ngũ Lão bằng gỗ và 4 pho tượng người hầu bằng đá thời Trần, tương truyền làm bằng đá lấy từ ải Chi Lăng, Lạng Sơn, nơi phụ thân của Phạm Ngũ Lão thắt cổ tự vẫn để tỏ rõ khí tiết khi giặc Nguyên ép ông ra hàng. Bên phải có khuê văn các, nơi các quan trong triều về tế lễ bình thơ, ngoạn cảnh. Bên trái là lăng Đức Tiên Công, thờ phụ thân của Phạm Ngũ Lão. Đền Ủng là một quần thể di tích rộng có giá trị lớn về lịch sử nghệ thuật, đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1988. Thời gian qua, bằng nguồn vốn của nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa, khu di tích Đền Ủng đã được trùng tu, tôn tạo lại nhưng vẫn giữ nguyên được những nét kiến trúc cổ. Trong tương lai không xa, quần thể di tích lịch sử Đền Ủng sẽ là một điểm đến của loại hình du lịch tham quan các di tích lịch sử và du lịch lễ hội truyền thống của tỉnh Hưng Yên và khu vực đồng bằng sông Hồng. Lễ hội Đền Ủng hàng năm được tổ chức trang trọng vào ngày đầu tháng Giêng.
Đây là lễ hội cấp tỉnh quản lý, được đầu tư, tổ chức với quy mô lớn, thu hút hàng vạn lượt khách thập phương đến tham quan chảy hội. Ngày 13 là ngày hội chính, sẽ diễn ra các nghi lễ như đại lễ, tế nội tán, ngoại tán. Lễ hội được tổ chức sôi động với nghi lễ dứt kiệu cung phi, công chúa Tĩnh Huệ từ đền về lăng Phạm Tiên Công để trình ông, sau đó rước về đền Phạm Ngũ Lão để trình cha. Một nét đặc sắc trong lễ hội là khi rước, người dân chưa qua gầm kiệu với ước mong thực hiện được những điều mình ước. Lễ hội Đền Ủng là một lễ hội lớn, mở đầu cho lễ hội mùa xuân ở Hưng Yên. Hội Đền Ủng được diễn ra từ ngày 11 tới ngày 13 tháng Giêng âm lịch. Trong những ngày diễn ra lễ hội, bên cạnh lễ dâng hương tưởng niệm, cầu chúc thiên thời địa lợi, nhân hòa, còn có các trò chơi dân gian truyền thống như múa rối, hát chầu văn, hát chống quân, hát giao duyên, chơi chọi gà, cờ tướng, đấu vật. Đến với lễ hội, du khách sẽ được hòa mình vào không khí trang nghiêm của những nghi lễ truyền thống, biết thêm được lịch sử dân tộc và những cống hiến đóng góp của vị danh tướng đời Trần. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí văn hóa ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.